Hiện nay, thị phần sơn trang trí nội ngoại thất có phần nghiêng về phía các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với những dòng sản phẩm đã quen thuộc với người tiêu dùng như MyColor, Spec, Jotun, Nippon. Theo thống kê của Hiệp hội Sơn Mực In Việt Nam, các thương hiệu của những tập đoàn đến từ Nhật Bản, Mỹ, Hà Lan chiếm trên 65% thị phần. Trong đó, tính riêng tập đoàn For Orange nắm giữ khoảng 30%. Đối với các sản phẩm sơn nước, người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến màu sắc, tính năng mà còn chú trọng tới sự an toàn khi sử dụng sản phẩm. Nhằm đáp ứng các tiêu chí về đảm bảo sức khỏe, một số thương hiệu lớn như MyColor, Jotun đều tung ra những dòng sản phẩm không chứa chất chì thủy ngân, phóc môn, sử dụng nhựa Pure Acrylic với hàm lượng chất hữu cơ bay hơi rất thấp, mùi dễ chịu. Các sản phẩm đều được kiểm định chặt chẽ, thân thiện với môi trường và an toàn với sức khỏe người sử dụng. Bên cạnh đó, yếu tố bảo vệ bề mặt công trình như khả năng chống thấm, thoát ẩm dễ dàng, chống nóng, chống rêu mốc, bề mặt cứng mịn, chịu va đập, dễ chùi rửa, độ bóng cao luôn được các nhà sản xuất khai thác triệt để nhằm đáp ứng tốt hơn thị hiếu của người tiêu dùng.